Chào các bác nhé, hôm nay em dọn kho để cập nhật hàng mới về. Thì có cái bếp từ này em thanh lý các bác nhé, xác cho các bác luôn. Để cho bác về bác nghiên cứu làm thế nào thì làm các bác nhé. Con này thì là nó bây giờ đang nỗi ở trên cái phím này, điện thì vẫn lên nguồn. Đấy, nghĩa là mình nhấn, đấy, nó chạy được một lúc là báo lỗi. Đấy, cứ chạy một lúc là báo lỗi. Thì nói chung là thợ có kiểm tra nhưng mà không có đồ để thay thế, mà không có sửa được, như bác nào có sửa được thì sửa. Nó chạy bị trên cái phím này. Đó. Đấy. Con này đủ đồ các bác nhá. Con này của Sharp. Đấy, một bếp của nó là 3 kg bác nhá. Hai bếp mỗi bên 3 kg. Nghĩa là đầy đủ phụ kiện bác nhá. Chắn mỡ có này. Đấy. Nò nướng con này bên trong em nói bác, mẹ nó mới keng sẽ beng chứ. Em rất tiếc các bác ạ, nhưng mà không có xử lý được, bác nào xử lý được cao tay hơn xử lý được thì xử lý các bác nhá. Đấy, em bán thanh lý các bác, giá của nó là 800k các bác nhá, bán cái xác của nó thôi. Đấy, mặt kính còn nguyên thủy, không có vẻ vỡ gì hết nhá. Điện lên nguồn có lên điện. Đấy, nhưng mà chạy là báo lỗi. Đấy, 800.000 bán xác các bác nhá. Đấy, nó sặc máu luôn. Đấy. Có khay nướng đàng hoàng nhá, khay nướng em để ở nhà không có ở đây. Bên trong con này nó làm rất chắc nhá. Mẹ cái chỗ này bằng men hết các bác ạ. Hai bên này bằng men hết, tráng men trên dưới luôn, dưới này là bằng inox. Đấy, thank you các bác nhá. 800k. Còn cái bộ máy lạnh Hitachi này, đấy, đầu voi đuôi chuột, đấy, nghĩa là nó dâu cầm, nó cắm cầm bà kia, nhưng vẫn chạy ngon lành bằng cành đào nhá. Cục nóng sẽ chạy 200V, cục lạnh sẽ chạy điện 100, nhưng mà em gắn cục pin thế 100 vào đây rồi, không vấn đề gì, nghĩa là xài không có ảnh hưởng gì cả. Đấy, công suất của cái này là một ngựa rưỡi, đấy, con này khoảng ngựa 7, đấy, thì chênh nhau không có nhiều, vẫn chạy hoạt động bình thường, em test ok hết rồi các bác nhá. Vệ sinh sạch sẽ hết rồi. Đấy. Giá của nó mới sập sàn các bác nhá. 3.800.000 thôi các bác nhá. Bác nào nghiên cứu thì mốc cho em nhá. 3.800.000 một con một bộ thôi. Bây giờ cứ chạy điện 200V bác nhá. Tại vì trong em để cục biến thế ở đây rồi, bác cứ thế bác cắm điện 200V xài không vấn đề gì cả. Còn con này nó là 200V nguyên thủy của nó rồi. Còn con này nó điện 100V, mình chỉ gắn cái biến thế để nắn dòng thôi. Đấy, giống như là mình gắn nắn dòng cái nồi cơm nồi kiếc gì đó, vậy nó chỉ có vậy thôi chứ không có gì cả. Ok, 3.800.000 và 800.000 các bác nhá. Thank you các bác. Con này cục lạnh của nó nặng 4 mấy cân đấy các bác ạ. Khủng lắm. Chạy êm do như các bác nhá. Vệ sinh sạch sẽ rồi. Thank you các bác.